Rồi, xin chào chú bác mình ha. Hôm nay sau qua dịp lễ thì em cũng đã trở lại bán bình thường. Thì hôm nay sẽ gửi đến em video bao gồm 26 mã hàng như thế này. Đó, từ hàng bình dân đến hàng carbon, hàng cao cấp, hàng VIP cho đủ mọi loại thịt, giá rất là rẻ. Quý anh chú bác mua hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919 192035. Em tên Nghiệp. Tất cả giao dịch trao đổi mua bán đều qua Zalo hoặc là số điện thoại. Em không chốt đơn YouTube và cũng không phản hồi đơn YouTube anh em đối với em. Phí ship là chỉ 20.000 thôi. Tất cả ship nhanh cho anh em mình. Hai đơn sẽ bao ship hoàn toàn. Trước khi mua hàng thì anh em lưu ý chịu khó nghe giúp em vấn đề này. Tất cả hàng hóa bên em bán đều cho đồng kiểm hết, có nghĩa là anh em được phép kiểm tra hàng trước khi nhận. Đó thì anh em lưu ý giúp em, em mua hàng chỗ của em hay mua bất kỳ nơi khác hoặc chỗ nào đó đó, anh em mình lưu ý là phải kiểm tra hàng trước khi nhận giúp giùm em. Đó là cái cách để bảo vệ cái quyền lợi cho anh em mình tốt nhất. Trường hợp phát sinh hàng vận chuyển hư hỏng, gãy hoặc là không đúng yêu cầu, không đúng mẫu mã, không đúng sản phẩm, anh em có quyền từ chối nhận hàng. Tránh anh em mình nhận hàng xong rồi mới báo lại với người bán là hàng của mình nó bị này bị nọ, hàng bị lộn hàng, hàng bị gãy, bị hư, bị dập gì đó, phải loại hết. Riêng em sẽ không xử lý trường hợp đó. Em nói rõ vấn đề như anh em nha, em không giải quyết cho anh em mình. Hàng em bán, kiểm tra hàng, ok, thanh toán và trả tiền, anh em cứ kiểm tra thoải mái. Đó. Còn nhận hàng về nhà nó có nhiều cái đó nên rất khó cho cái người bán như tụi em. Rất có nhiều trường hợp lắm, ai biết. Em thì em buôn bán hàng quá thì quay video nó rõ ràng vậy nè. Đó, vận chuyển biết đâu nó dập gãy bên trong, ai biết được, anh em không nhận, anh em báo em lỗi. Rồi anh em bắt em ra em chịu em đền cho anh em mình sao được. Hoặc là còn có những người cái tâm tính họ không tốt, họ nhận hàng về cái họ dọc, họ phá, họ làm cho nó gãy nó hư, rồi họ quay lại và họ cho chí phèo hoang vạ mình. Làm sao được? Em có đâu có biết là ai đúng ai sai. Hàng quá thì em bán, video đã rồi. Đóng ống nước, đóng gói cẩn thận cho anh em mình. Ship code cho anh em đồng kiểm, anh em mình nhận hàng xong thì anh em thanh toán cho tiền. Bản thân em ngồi ở nhà em làm sao biết cái lý do nó gãy gì đâu. Gãy do vận chuyển hay là gãy do trong quá trình đóng hàng của em nó gãy em cũng không biết. Hoặc là anh em mình làm gãy, sao biết được. Đó, để gửi một đơn hàng từ Trung Nam ra đến chỗ anh em rất là khó, bán một đơn hàng bây giờ cũng rất là khó. Anh em mình bắt em chịu làm sao chịu được. Ha? Nó rất là khó cho em, giờ anh em mình nói ừ do anh tin tưởng em quá. Thì anh tin tưởng em thì em rất là cảm ơn, anh em mình tin tưởng em rất cảm ơn. Nó còn cái chuyện mà vận chuyển, trong quá trình để vận chuyển, ví dụ trong quá trình đóng hàng, nhân viên đóng hàng của em nó làm gãy mà nó không nói đi. Em cũng không biết được, làm sao em chích sức camera em coi lại được. Hoặc là do vận chuyển nó va đập nó sốc nó gãy ở trong đi. Làm sao bắt vận chuyển nó ấy được, một khi đơn hàng đó hoàn thành công rồi là mình không giải quyết với bên vận chuyển được. Em lưu giùm em vấn đề đó. Còn trường hợp vụ hàng của em thì hàng nó có niêm phong sẵn rồi anh em, hai cái đầu ống hàng đều có gắn tem niêm phong của em hết. Một khi nó bốc tách hoặc là gì đó là nó gắt tem niêm phong là biết cái hàng mình nó có vấn đề, nó bị ảnh hưởng. Đó, hoặc là ít nhất ví dụ anh em mình không có ở nhà, mình nhờ người nhà nhận thì anh em có để nguyên đai nguyên kiện cho em trước khi mình kiểm tra hàng bên trong. Anh em mình móc điện thoại ra, anh em quay lại ví dụ hàng đóng chống nước, hai ống nước của em, hai đầu ống nước này nè, là nó có hai cái tem niêm phong. Tem niêm phong là của em, không nào giả mạo được hết á, đụng vô là nó nứt ra, đụng vô là rách ra, không thể giả mạo được. Anh em một quậy gõ cho em hai cái tem niêm phong hai đầu còn nguyên dạng. Rồi trong quá trình anh em bóc ra, ở trong mình lỗi dập gãy gì đó. Trường hợp đó em sẽ giải quyết cho anh em mình, mặc dù là đơn hàng đã nhận thành công rồi, anh em đã trả tiền rồi hoặc là anh em đã chuyển khoản trước cho em rồi. Em xử lý cho anh em trường đó, trả tiền cho anh em mình toàn bộ hết. Trả cả tiền ship cho anh em mình luôn. Rồi sau đó anh em gửi hàng trả về cho em. Đó là trường hợp xác nhận, có nghĩa là anh em quay video là hai cái đầu ống tem niêm phong còn nguyên dạng. Rồi anh em quay tiếp theo là trong ruột hàng của nó đó, hàng trong quá trình bóc ra thì hàng nó gãy, không phải là do lỗi của cái người nhận, họ dọc, họ phá làm gãy, lỗi do vận chuyển hoặc lỗi cho người bán, lúc đó anh em mình phản hồi với em giải quyết cho anh em hết. Còn trường hợp không có cái video đó nha, ví dụ hoặc là video anh em khui ra rồi anh em mới quay video lại, trường hợp đó em cũng không giải quyết. Trường hợp mà tạo dựng là hiện trường em cũng không giải quyết, trừ khi là trong quá trình hàng còn nguyên đai nguyên kiện, anh em quay video lại bóc ra trong nó lỗi, em giải quyết cho anh em mình hết. Đó, còn cái cách tốt nhất là anh em mình nên kiểm tra hàng trước khi nhận giúp giùm em. Đó, có những trường hợp là ngoại lệ, nhờ người nhận giùm thì nhận giùm, cứ để nguyên đai nguyên kiện đó, đừng có đụng chạm gì hết. Quay video lại trước khi kiểm giùm em. Lưu ý em ha, lưu ý giùm em vấn đề đó. Tại vì em buôn bán nói chung là không thể giải quyết hết anh em. Một ngày bán biết nhiêu đơn, một tháng bán biết nhiêu đơn hàng, rồi trường hợp nào cũng vậy, ai biết người nào thật, ai biết người nào giả. Anh em không thích em vấn đề đó, anh em đi chỗ khác mua em cũng vui vẻ nữa. Em không thể phục vụ được vấn đề đó. Em buôn bán nhiều rồi, nhiều khách hàng lắm, có những khách hàng nó thẳng với anh em mình á, ship một cái cần dây trong kêu là phải có tặng kèm cho nó một cái cọng dây cáp mồi nó mới mua, ok sẵn sàng chiếc con dây gửi cho nó, gửi ra ngoài nó cố tình nó kiểm hàng lấy cọng dây cáp mồi của em,
Và nó nói lý do là cần không đúng yêu cầu, nó hoàn về là nó kiểm shipper, lợi dụng shipper không biết gì hết trơn, shipper không thì nó lấy luôn công dây mồi của em. Còn nó trả gần về, anh em thấy không, khách hàng có những khách hàng như vậy nữa, làm sao mình biết được ai thật ai giả, người nào rõ ràng không rõ ràng. Tốt nhất là em bảo vệ quyền lợi của em trước, anh em bảo vệ quyền lợi của anh em mình. Ha, anh em là người nắm cán chứ không phải em là người nắm cán anh em. Trước khi anh em thanh toán tiền trong túi anh em mình là người là quyết định, là người làm chủ cuộc chơi, là người nắm cán. Còn em cái người bán là người nắm lưỡi dao nè. Hả? Đừng khi mà mình cứ vậy đó rồi mình quay lại mình bắt cái người bán như tụi em ở đây là rất khó xử lý, em không giải quyết được. Bây giờ là em xin phép từ chối giải quyết tất cả đơn hàng như vậy, nhận hàng xong anh em mình không kiểm về kháo lỗi, anh em mình tự chịu, khỏi quán trách ai hết. Cứ như vậy, rõ ràng như vậy cho nó dễ nha anh em. Rồi, mã đầu tiên em lên cho anh em mình đây là một combo cần rút mini nha anh em. Chất liệu là phíp nha, cần chất liệu là phíp nè. Đó, đây cây cần dài 1m65 nha anh em, cứng khoảng 15-20, chất là phíp cho anh em mình câu thu gọn 40cm anh em. Còn con máy này nè, con máy này con máy Nhật Bản nha, con máy này máy cổ nè. Đó, chơi với cây cần màu đen, con máy này máy quay tay phải nha anh em, lưu ý giùm em. Combo là mã số 1 nha quý chú bác mình ơi, bán cho anh em mình giá là 150 nha, cho anh em câu văn nghệ giải trí đâu. Mã số 2 là cho anh em mình cũng là một combo rút mini nè anh em. Combo rút mini, cây này thu gọn à 20, 40, thu gọn 50cm nha, cây cần tới 2m4, hãng OGK, hãng China xuất Nhật nè. Chất liệu là phíp nha, một cái màu trắng viền đỏ. Nè, dài 2m4, made in China nè anh em, dài 2m4 nha, màu thì đẹp lắm, phôi mới lắm. 2m4, made in China, phen của mình phen dòng xứ đá nè. Cứng khoảng 20, còn con máy đi kèm là con máy em chơi cho anh em cũng màu đỏ, nó tông sực tông nè, thấy không? Con máy này size nó 4.000, con máy này cũng hàng China xuất Nhật nha. Con máy thì hơi bụi, hơi dơ này anh em, về mình lau chùi, mình tẩy rửa, mình vệ sinh lại giúp em. Máy China xuất Nhật, máy thì đổi tay trái phải. Mô bin là mô bin sống đây. Gà lê hoạt động mạnh đều nè. Combo là mã số 2 nha anh em, bán cho anh em cho bác mình giá là 200.000. Tiếp, mã số 3 là cho anh em mình, đây là cũng cần sút lở nè, sút lở lóng dài nè, thu gọn cho khoảng 1m thôi. Cũng dài 2m4 nè anh em. Chất lượng cũng là phíp, thêm nhiều xứ đá nè, cứng khoảng 15 ha, sút lở nha anh em. Lóng dài nè, cho anh em mình câu ngâm con lăng xê đâu. Đó, còn con máy đi kèm của mình, đây là con máy máy kim loại nè, có là cối nhựa đây nè. Con máy về con Corazon như nè, cũng là hàng Nhật Bản. Thân là thân bằng kim loại nè anh em. Có xe máy xe khoảng 3.000, có là cối nhựa, cước số 450m nè, cước số 3 tới 180m lần. Máy thì mua pin sống đây. Con này như hàng của Ryobi vậy nè, hàng của Suzumi nè. Hàng Suzumi hàng của Nhật nè. Đó, máy thì cũng đổ tay trái phải được nha anh em. Thì combo này mã số 3 bán cho bác mình giá cũng là 200.000 nha. Mã số 3 giá cũng 200. Và tiếp cho mình là cây thước bổng nha anh em, hai cây luôn. Trời ơi, hai cây này nó giống như hai cái súng bazooka của Việt Nam mình nha anh em, nó nặng như trâu vậy. Anh em chú bác có quan tâm thì lấy nha. Thì cái cây bự này nè anh em, là nó chỉ còn hai lóng gốc thôi nha. Cái lóng bự trên này nè, cái lóng trên này nè. Chứ còn lóng gốc với lóng kế gốc thôi. Còn cái cây bên đây thì nó còn đủ nè. Cái cây bên đây thì còn đủ chiều dài nhiêu em chưa có đo nữa nè. Đó thì anh em chú bác mình ai có thích mà hai cái súng khẩu đại bác bazooka này thì anh em lấy. Trời nó nặng lắm anh em ơi, hai cây này chừng 5kg vậy. Nó dài mười mấy mét thì không biết nha, em không có đo. Anh em mà đang có nhu cầu tìm kiếm thì mua đây nè. Cây thế này thì còn đủ lóng rồi anh em, đủ lóng đủ ngọn hết đầy đủ hết nè. Còn dài 13 mét hay 12 mét hay 10 mét em không có đo thực tế không biết, mà nó nặng lắm mà nó dài lắm anh em. Đó thì em bán đại cho anh em mình nè, hai cái cây này như thế này nè. Là mã số 4 mà bán giá là 300.000 nha anh em, hai khẩu súng bazooka như thế này nè, bán như được 300.000. Về anh em mình tùy mỗi người cách xử lý câu như thế nào khác nhau đó. Còn nếu mà để rút ra câu được chứ phải ba người mới câu được nha anh em. Đó, một người làm cái trống, một người hai người về cái đít làm cái ngọn nó cầm nổi. Nó nặng lắm. Em không có rút ra nổi, em cũng không có biết nó dài bao nhiêu mét, cũng chả đo, nó bán qua đại 300.000 cho anh em mình đó. Ha. Thì anh em nào mua thì mua cứ khuyến khích nha, anh em nào nhắm mình mua được câu được mình hãy mua nha. Tính trường hợp mà mua đại, mua bậy, mua bạ về mất công lắm nha nè. Em có không có rút ra, cũng không biết chính xác nó là bao nhiêu, cứng bao nhiêu cũng chả biết nữa. Và nó dài bao nhiêu cũng không biết, bán đại giá 300.000. Có còn này muốn mua với giá 3 triệu thì ok, bỏ 3 triệu đi, em sẽ đo hết thông số báo cho anh em rõ ràng, sau hết chi tiết. Còn bán mù đại thì sẽ bao dập gãy cho anh em mình, tất cả các lóng đều không dập gãy, không sức mẻ, đủ lóng cho anh em mình chơi. Tình trạng như vậy là 300.000 ha. Rồi, tiếp đến cho anh em mình là cây này, là combo 3 cây luôn nha anh em. Cái mã này là combo 3 cây, 3 cây liền một khúc. Một cây này 1m8 nè. Cây này cục mạch 6 nè, hai cây giống nhau nè anh em.
hai cây là một cặp nè, còn cái thằng quỷ này là nó hai lóng rồi nè, hai khúc này nhưng mà nó dính với nhau rồi rút chưa ra đó, thì nó 1m6 luôn, cái cây hai khúc cũng 1m6 luôn nè, phen rồi đầy đủ hết cho anh em, phen là hoàn thiện hết nè. Đó, giờ cho anh em mình câu ngâm đồ, quýnh lân xê, câu mè đâu, hoặc là anh em câu trên ghe trên xuồng rồi đó, combo ba cây như thế này nè anh em. Cái này là mấy keo, lớp keo bóng bên ngoài nó bị rộp nè, em lột ra rồi sạch sẽ. Ngọn to nha anh em, ngọn chừng 3.5-4 ly chứ không phải ngọn nhỏ đâu, ngọn rất là to. Hai cái cây này nè, hai cây một khúc này anh em, nó cứng tầm khoảng 50 anh em, mà ngọn to nha. Còn cái cây mà hai khúc chín lóng thì nó cứng tầm khoảng 30. Đó, cả ba cây đều hoàn thiện hết. Chức năng câu hoàn thiện hết, không có dập, không có gãy, không có thiếu phen nào luôn. Thì combo ba cây này nè anh em là mã số 5, bán cho chú bác mình giá là 300.000 nha anh em. Ba cây 300 rồi nha. Không bán lẻ nha, anh em mua lẻ một cây cũng 300. Rồi tiếp lên trên combo hai cây cần tay nha anh em, hai cây cần tay là chất liệu là phíp, hàng Nhật Bản nha, một cây 3m6 và một cây 4m2. Cây 3m6 này tầm khoảng 5h nha anh em, còn cây 4m2 này tầm khoảng 2h-2h rưỡi nha. Một cây cứng, một cây mềm cho anh em quýnh bạo lực và quýnh cảm giác. Đó, chất liệu là phíp, phôi thì có trầy xước nha quý chú bác mình. Đây. Ngọn là hoàn thiện nha, nè. Cây 4m2 thì độ cứng nó mềm, nó tầm khoảng 2h rưỡi. Còn cây 3m6 này tầm khoảng 5h và em bán là combo hai cây này một giá nha anh em. Không tách rời nha, cây này có cái ngọn nó kẹt trong này nè, ngọn nó to lắm. Cây này ngọn khoảng 2 ly lận. Nha, nó còn cái ngọn trong á, trong không có đâu. Chút nó ra nè, anh thấy chưa? Rồi thì combo hai cây này nè anh em, mã số 6 bán em chú bác còn giá 250 nha. Thì anh em mua một cây cũng được. Thì anh em mới lấy một cây thì thích cũng 250 một cây. Anh em lựa thoải mái. Rồi lấy hai cây cũng được, cũng 250. Đó, như vậy. Tiếp với như mình cây này là cây sút lở nha anh em, một cây sút lở chất lượng cũng là phíp nè. Dài 3m6 nha, cây này cứng khoảng 20, sút lở phen lớn nè anh em, cho anh em muốn lục đầu cần, muốn lăn xê con ngâm đồ. Ngoại hình đẹp nè, khoen đầu dòng sứ đá hoàn thiện nè, phôi mới tinh. Ngoài cây này cứng khoảng 20-25 nữa anh em. Cây này cứng khoảng 20-25 nha. Ngọn 3 ly nè, dài 3m6 một cây sút lở. Ngoại hình đẹp anh em, mặt số 7. Bán em chú bác mình giá là 150.000 nha anh em. Mặt số 7 giá 150. Tiếp với mình cây này. Cây này cái hai khúc anh em, hai khúc dài 1m8. Cứng đâu đó nó tầm khoảng 50-60, cây này hãng cũng đai qua, chất lượng là phíp nha anh em. Nè, mấy cây mà ngọn đặc cắm như thế này nè anh em. Nó tha hồ mà câu, còn cái cây bạo lực không á. Mấy cây này mấy anh em ở Phú Yên nào gặp mê lắm. Cây đai qua nè, cán gỗ rồi nè, bắt máy hợp kim nè, ngọn 3 ly nè, 3 ly 3 gì đó. Cây này mã số 8 nha quý chú bác mình ơi. Mã số 8 nha, bán này chú bác mình 200.000 nha, dài 1m8 2 khúc, 200.000. Rồi tiếp như mình cây này cái ISO nha anh em. ISO nè, ISO 3m nè. Bắt máy Fuji, tất cả fan Fuji LED, hàng của Ryobi nè, dài 3m, cây này đọt tầm khoảng số 2 của ISO căn nhỏ nha, thu gọn 90cm. Tất cả fan Fuji, cây này nó hư khoen nè anh em, không sao. Cái khoen này em có, em sẽ thay cho anh em hoàn thiện trước khi gửi cho anh em, lưu ý cho anh em. Đó, em sẽ thay cho anh em mình hoàn thiện nha. Để em lấy cái băng keo giấy em quấn vô đây. Để cho mình biết được, nhiều khi đóng hàng quên cái gửi cho anh em mình quấn vô đó, là nhìn vô sẽ biết bị lỗi. Phôi đẹp nè, dài 3m, đọt tầm khoảng số 2 nha. Anh em có thể mua về câu theo kiểu như Ikada cũng được anh em, Ikada rút cũng được. Đó, rồi, thì cây này mã số 9 nha, bán của chú bác mình giá là 200.000 nha anh em. Tất cả fan Fuji, bắt máy Fuji toàn bộ hết. Dài 3m, đọt khoảng số 2, số fan nhỏ, hàng Ryobi, chất liệu là phíp. Số 9 giá 200. Tiếp đi mình cây này cây sút lở này nè. Cây sút lở cây này thì nút đít nó độ nha. Đó, nút đít nó dán một cái nút gì vô, nó dán keo cứ ngắt luôn. Nha, bắt máy Fuji, fan Fuji luôn anh em. Cây này dài 2m4, em đo rồi đúng chuẩn 2m4, nó cứng tầm khoảng 80 nha anh em, rất là cứng nha. Rất cứng nha, anh em lưu ý giùm em, phôi thì đây. Chất lượng là phíp nha, phôi thì bị chạy sờn thôi, không ảnh hưởng tới phôi đâu. Anh em thích cây lắm ngắn ngắn mà cứng cao lấy cây này quýnh anh em. Nè, cái chỗ này nó chạy nước sơn nè anh em, chỗ này do khoen nằm đây nè. Lâu ngày nó cọ qua cọ lại nó chóc nước sơn nè. Đó, cây này cũng vậy. Ha, ngọn 2.8 ly, dài 2m4, thu gọn 65cm, một cây sút lở. Cây này mã số 10 nha, bán cho bác mình giá cũng là 200.000 luôn nha anh em. Tiếp đi mình cây này là cây súp nha anh em, một cây súp chất liệu là phíp nha. Bắt máy Fuji, tất cả fan Fuji hết, cây này dài 3m6 nè anh em, cứng khoảng 25. Một cây súp hàng Korea. Chất liệu là phíp, hư fan đề 3 nha. Cây này hư mẹ hai fan rồi. Thôi hư fan hết anh em, hư ba fan luôn rồi. Một cây này nứt fan nè. Đó. Cây này hư fan nữa rồi.
Khoen địa 3 nói chung về nếu mà anh em mình hàng lại hoặc là mình lấy keo mình xử lý mình dán lại là khoen địa 3 xài được. Còn cái khoen chạy đầu tiên trên đó nó văng mất dòng sứ rồi, anh em về mình phải thay lại. Nè, cái khoen này nè, nó mất luôn dòng sứ rồi. Đó, thì tình trạng cần như vậy nha anh em. Ngọn to nè, ngọn cũng 2 ly 8 nè. Rồi cây này bán giá 150 thôi anh em, bán giá 200 nè, mà số 1 em bán thì mình giá 150 thôi nha. Lưu ý là có 3 khoen hư như vậy về anh em mình phải là tự xử lý nha anh em. Giá 150. Anh em về muốn hạ tai hay như thế nào đó là chuyện của anh em mình. 3m6 thì anh em mua cây về phôi hạ tai cũng được. Mã số 11 giá 150. Tiếp cho mình cây này. Cây này cây 2 khúc anh em. Chất liệu cũng là phíp. Cây này đẹp anh em, bắt mắt Fuji tem vàng nè. Khoen của mình cũng là khoen Fuji luôn. 2 khúc hãng của Susta, hàng Nhật nội địa nè. Độ cứng 50 80 chia đôi là cứng khoảng 60 và 2m4. Tất cả fan Fuji hết nha anh em. Tất cả fan Fuji hết nha. Hãng Susta. 2 khúc 2m4. Cây này mã số 12 bán được cho bác mình giá là 250.000 nha anh em. Ngọn 2 ly 2, 2 ly 1, 2 ly 2, 250. Rồi, tiếp cho mình cây này 3 khúc, 3 khúc 3m3 nè anh em. Cây này 3 khúc 3m3 nha, cứng nó đầu khoảng 50 60. Bắt máy bằng hợp kim nè, không rỉ sét nè anh em. Khoen của mình là khoen gấp nè, dầu sứ 30 nè. Hãng của thằng gì Kaito nè anh em. Chất liệu là phíp nha, 3 khúc, cứng đồng khoảng 60. Một cái màu đỏ, ngoại hình còn đẹp nè. Cây này mã số 13, bán của chú bác mình giá là 250.000 nha anh em. Mã số 13, 250.000. Tiếp tục cho những của chú bác mình đây, làm cây cần 3 khúc nha anh em. Cây này cây 3 khúc. Hãng cũng đai qua nè, một cái màu vàng nha, bắt máy cũng hợp kim không rỉ sét nè. Cây này 3 gặp 40 nè, cái dòng sứ này tới 40 anh em, đường kính nó 40 nha. 3 khúc 36. Cây này cứng là khoảng 30 đến lục, tầm khoảng 60 80 quấn lăn xê như anh em, hàng đai qua. 3 khúc 36 ngoài hình đẹp nè. Cho anh em mình quấn bạc bãi đồ, quấn lục đồ, con ngâm, con lăn xê đồ nha anh em. Thì cây này mã số 14, bán này cho bác mình giá chỉ có 300.000 thôi nha anh em. Mã số 14 giá chỉ có 300 thôi. Giá rất là rẻ thời điểm hiện tại. Tiếp cây này cũng đai qua nè anh em. Cây kia màu vàng thì cây này màu đen nè. Không thích màu nổi thì anh em chơi màu đen cây này. Thì nó cũng vậy thôi, nó cũng khoen địa ba gặp nè, cũng 3 khúc 36. Độ cứng thì cũng ngang nhau thôi nè, nó cũng khoảng 30 đến lục, cũng khoảng 60 80 có cần công ngâm lăn xê. Thì hai cây này giống hệt nha, cố tình lên một cặp gần nhau. Cùng một hãng cho anh em mình có thể mua được một cặp. Ha. Ngọn cũng phải 3 ly, cây này mã số 15 cũng 300.000 thôi nha anh em. Mã số 15 giá cũng 300.000 thôi. Tiếp với mình cây này cây cần tay nè anh em, nhưng mà nó mất cái lóng gốc rồi. Này, nó lấy cái này nó làm cần tay nè. Anh em về mình coi mình độ lại, mình có cái lóng gốc nó bị gãy đó, lấy mình gắn vô mình câu. Nè, nè thấy không? Cây này cây hàng nội địa Nhật đó anh em. Nó còn 4m2 nha, độ cứng ngọn to nè, cái ngọn này tới 1.8 2 ly nữa anh em. Em đo thực tế là ngọn nó 4m2 anh em. Nó tầm khoảng 3 4h gì đó. Hoặc anh em để cho em nó câu vẫn được luôn. Không chả ảnh hưởng, chả sao hết. Đó. Rồi, thì cây này là mã số 16, bán này chốt mình giá là 250.000 nha. Mã số 16 giá 250.000. Tiếp cho mình cây này. Cây này là cây ISO khoảng nhỏ, cây này hàng carbon này nè. Em nhìn cái gốc nó to, có nó rút xuống này nhỏ dần lại nè. Đó, cây này đọt 1.5 và 5m3 nha anh em. Cây ISO khoảng nhỏ. Đọt 1.5, 5m3 đây, cây này nó hư hết khoen rồi. Nó hư hết khoen dẫn rồi. Thì em bán sát cho anh em mình và hạ tay, cái ngọn còn rất là dài nè. Cây này anh em hạ tay nó tầm khoảng 4h nha. Đó, cây này về anh em quấn bạo lực được nè. Quấn cá lớn rồi được, chiên chép đầu 7 đến 7-8kg rồi thì được nè. Cái ngọn còn ngọn rất là to nè anh em. Ngọn 2 ly. Đọt 1.5 và 5m3 thì cây này cân nặng của mình 280g, mã số 17, giá 300.000. 300.000 nha. Tiếp tục cho mình cây này cây sút lở, cái hàng carbon hãng của ông Marriott. Bắt máy Fuji. Này nó dính vảy cá trên thân rất là nhiều nè anh em. Cái này anh em chú bác mình đi câu là bao mớm luôn nè. Vảy cá trên thân còn rất là nhiều. Nha, bắt máy Fuji dài 3m, hàng made in Korea. Cứng khoảng 15 nha anh em, khoảng 15 xuất lở mấy cây này anh em cũng câu đa năng lắm nè. Hàng carbon cho mấy cây lúc trước em bán toàn 500 cây, 500 cây của này. Khoen đẹp hoàn thiện nè, không nứt không hư nè. Carbon đây. Đọt 2 ly, cứng khoảng 15 nha anh em. Xuất lở 3m, câu đa năng. Cân nặng của mình là 160g. Ngọn 2 ly, cây này mã số 18, 300.000 nha anh em. 300.000. Tiếp đến mình cây này cây súp như nè, một cây súp carbon cứng 25 và 4m5. Made in Korea như nè, cứng 25 4m5. Có chạy xước nè.
chạy xước nè, cứng 25 của bên dưới, súp carbon, bắt máy Fuji, tất cả của mình đều là fan Fuji hết, tất cả fan Fuji hoàn thiện, không nứt. À, con fan nước ẩn nhỏ xíu như này nè, nước ẩn nhỏ xíu như này nè, về mình dán keo mình xử lý là mình câu nha em, còn tất cả fan lại ok hết. Carbon phôi nhỏ như em, dài 4,5 mà cái phôm cần nó nhỏ lắm, có chạy xước, chạy xước nhưng mà không có nhiều nè, sơ sơ thôi, tổng thể là ngon. Có định vị khoen nè, định vị này định vị thủ công nha, lấy nước sơn sơn lên thôi đó, sơn lên thôi. Ngọn của mình là ngọn 2 ly, cứ 25, 4,5 m, cân nặng mình 318 g, cây này mã số 19, bán của chú bác mình giá chỉ có 500.000 thôi nha em, một cái súp carbon 4,5 m giá 500. Tiếp đi mình, cây này cái ISO khoen nhỏ, cây này hàng con đai qua nha em, cây đai qua, cây này dơ bụi thôi chứ cây này đẹp lắm anh em, dơ đúng bụi nha, bắt máy Fuji đai qua chính hãng nè, giờ rất là nhiều. Đó, đọt số 2 dài 5,3 m, một cái đai qua rồ ran nha anh em, có chế độ zoom luôn. 5,3 m, zoom 4,5 m đi nè, đọt số 2 quá ngon. Hàng made in China nha, sản xuất tại Trung Quốc xuất Nhật. Nắp chụp đồ nè, fan là hoàn thiện hết. Anh em thấy dơ không? Còn dơ rất là nhiều, em chưa có lau chùi vệ sinh nè. Hoa đẹp lắm. Đây. Em nhìn thấy nè, đẹp, em nói cây này đẹp, anh em lao chùi là trên 90%, em có thể là trên 95% luôn á. Đọt số 2 5,3 m, hàng nguyên bản hết. Không có dập, không có gãy, không có thay thế, không có sửa chữa gì hết anh em. Cứ chế độ zoom luôn, 5,3 m, zoom 4,5 m luôn. Ngọn nè, ngọn 1,5 l, cân nặng của mình là 224 g. Cái này mã số 20, bán cho anh em chú bác mình giá là 800.000. Mã số 20 giá 800. Tiếp lên trên đây mình cây này, cây này là cây Ikeda nha anh em, một cây Ikeda cuối cùng trong nhà hôm nay. Bắt máy Fuji này, cây dài 2,4 m, hãng có Mustang nha, Ikeda 2,4 m rất là khó kiếm anh em lưu ý giùm em. Nha, hàng carbon giả trúc nè, fan Fuji nè anh em. Đây. Này đẹp chưa? Ikeda nha, Ikeda cứng nha anh em. Cây này nó rủi vì nó mất một cái khoen chỗ này. Thì về anh em mình coi, nếu mà nhà mình có khoen thì mình gắn vô giúp em, còn không có thì mình bỏ luôn, mình không gắn được. Thấy không? Thì chiếc fan cũng gần gần ná nhau bỏ luôn, không chả ảnh hưởng gì đâu nè. Thay vì 1 triệu thì em bán anh em mình cây này là 800 thôi nè. Cây Ikeda 2,4 m nha. 800, mã số 21. Tiếp với mình cây này là cái cần tay trợ máy VIP đi nè, cái này hàng cũng đai qua luôn nè, anh em thấy bắt máy không? Titanium là nên biết hàng VIP rồi. Cây đai qua. Có chạy xước đi nè, cây đai qua bầu mét nè, dài 4,5 m, có chế độ zoom 3,6 m nha. Chạy xước đây. Bowermet tem vàng nội địa như này, cái này tầm khoảng 4H cần tay. Thì anh em có thể mấy cái này nè anh em, bên Nhật là nó câu như cần Ikeda dài vậy nè, bên Nhật là nó gắn mấy cần tay chở máy với mấy máy Ikeda nó câu nè, câu Ikeda anh em của mình có thể cũng câu như vậy được, hoặc là anh em mình làm cần tay mình câu mấy cái này thế vậy á, cứ độ tải cá lớn, độ tải cá nó rất là cao. Anh em có thể về bây giờ mình câu tôm, câu có tráp, cá hanh cũng được, câu xa bờ đó, câu mấy cái gờn, mấy bờ kèo đó. Câu mấy cái này đúng bài anh em, sóng hai da nè, có định vị lóng nào đầy đủ hết. Đẹp không? Có chạy xước sơ sơ thôi chứ cây này là hàng cao cấp ấy. Hàng cao cấp của đây qua nó có đầu bu luôn nè. Ngọn chỉ là 0,7 thôi anh em. Tầm khoảng 4H của cần tay nha. Đó, hôm nay cũng xả giá cho anh em mình luôn. Siêu nhẹ. 130 g, cây này mã số 22, bán được quý chú bác mình giá là 1,5 triệu nha anh em. Tiếp đến mình cây này cái ISO khoen lớn nè, cây hãng có thằng Suzumi. Hàng con Suzumi anh em, hàng carbon Suzumi, bắt máy Fuji, bắt máy Fuji là đọt 3,5 m2 anh em, carbon. Cây này mắc tiền lắm anh em, cây này thì em có 2 cây lận, một cây đọt số 5 nó cũng 5 m2 full hộp, và cây này thì đọt số 3 5 m2. Có cái giá trên hộp của nó ghi, nếu mà tính là tiền Việt đâu đó khoảng 5 triệu cây này nữa anh em, cho anh em mình biết về cái giá trị thực của cây này đó. Thì anh em có thể lựa chọn hai cái. Cây này thì em bán giá 1 triệu, còn cái cây mà trong hộp kia em bán giá là 2 triệu nha anh em. Cây đọt số 5 á, trong hộp thì giá 2 triệu, còn cây đọt số 3 không có hộp thì em bán giá chỉ 1 triệu thôi. Khoen là fan xích, định vị khoen đầy đủ hết. Tất cả của mình đều là fan full xích nha anh em. Đây, không nứt, không hư phân nào, khoen rất là mới nè. Định vị lóng hết đầy đủ hết nè. Phôi có chạy xước, còn rất là đẹp nè. Xước lông mèo, lông chuột nè. Nhìn xa không thấy đâu, nhìn gần mới thấy. Định vị khoen thì nó lóng đủ hết. Ngọn định vị đây. Khoen ngọn không có định vị nha anh em, chỉ định vị lóng thôi.
định vị lóng thôi, tất cả định vị lóng thôi. Khoan chạy dưới này thì có định vị nè, nhưng mà cái ngọn vẫn có định vị nè, nhưng mà là định vị khoan ngọn lại không có nha anh em. Đó tình trạng cây kia cũng vậy, cây đọt số 5 cũng vậy thôi ha. Cây này đọt 2 ly, dài 5m2, đọt số 3, cân nặng của mình là 287g, cái gốc rất là nhỏ, gốc bé xíu à. Đó, cây này mã số 23, bán cho quý bác mình giá 1 triệu. Thì chú bác mình có thể lấy cây này đánh theo kiểu ISO khoan nhỏ cũng được anh em. Khoan nhỏ nhưng mà anh em gai dây nó hơi khó, thì anh em lấy cây này là đọt số 3 thì anh em lấy gai dây nó thông thoáng hơn, đánh kiểu như vậy cũng được. Giá bán có 1 triệu thôi, hàng nguyên bản, giá rất là rẻ. Tiếp là như mình cây này, cây ISO dây trong anh em, ISO dây trong như nói với anh em mình đó, là khoan nó kiểu là nó khoan lò xo anh em, xoắn dài trong thân, cây nặng xoắn tới ngọn luôn, nên chi phí sản xuất mấy cái cần ISO dây trong này nó mắc lắm. Chỉ riêng ISO dây trong nó có khoan trong thân thôi, còn mấy cần dây trong khác nó không có nha. Đó, cây này thì cây này hàng của Shimano, phát máy này thấy biết không nè. Cây BBX như này, BBX Shimano, BBX là dòng cao cấp của Shimano. Cây đọt 1.5, dài 5m3, hàng Indonesia như này. Có trầy nè, đó, khoen nè, khoen xích như này, khoen rất là độc đáo, có nắp chụp đàng hoàng hết, có bao cần luôn. Cần mình là có trầy xước đây, đó, có trầy xước như này. Mấy cây này là sóng 2 da nè, nó là nó sóng gần 2 da hết á, nhưng mà dòng đời mới nó sơn ẩn ở dưới thôi. Trầy xước nè, anh em nghe không, khoen nó chạy trong thân nghe gột gột nữa nè, nguyên bản nguyên zin hết anh em. Ngọn 2,5 ly nha, tất cả là khoen full xích. Một cây BBX, cân nặng của mình là 205g, cây này mã số 24, bán của chú bác mình giá là 1 triệu. Mã số 24 giá 1 triệu. Thôi tiếp với mình cây này, cây này là cây nguyên bản của nó là cây cần tay anh em, hãng của Ten Rio nha, anh em là chuyên quấn cần Nhật sẽ biết hàng Ten Rio. Cây này về cái thương hiệu của nó thì nó 90 với Yamakasu bên Nhật anh em, nhưng mà cây này thì nó không có ấy nha, nó không làm thương mại nên nó chỉ lưu hành thị trường Nhật thôi, hàng chủng nội địa Nhật 100%, hàng Ten Rio. Cây này 8m1, cứng đều nó tầm khoảng 5-6h. Thì nguyên bản của mình cây này là cần tay, một cây super manga nè, cái vài nội dung đầu thấy không, nhưng mà cái thằng Nhật trước nó gắn bắt máy nè, nó gắn khoen vô nó làm cần ISO. Thì anh em mình về mình muốn đánh ISO mà 8m1 thì để cho đem đánh, mình muốn cần tay thì mình tháo khoen mình trả lại nguyên bản cần tay của nó đó. Do cây này nó làm như vậy nó không còn zin nên nó bán được cái giá nó không còn zin cho anh em mình ha. Nó có nút đàng hoàng nè, nó làm mấy đồng lóng anh em nhìn y chang như Yamakasu nữa không, nó quấn chỉ nó làm nè, nó lên khoen quấn chỉ nè, thấy không, nó làm cần ISO, làm cần tay trợ máy, phô rất là đẹp nè. Anh em nào không thích thì về mình có thể cắt chỉ bỏ, mình trả lại nguyên bản cho nó cần tay. Thì cây này bao anh em đánh bạo lực luôn ha, phô này anh em quýnh tha hồ đánh bạo lực được nè. Ngọn hiện tại của mình là 1 ly 8, 1 ly 9, dài 8m1, cân nặng của mình là 446g. Cây này mã số 25, bán cho quý bác mình giá chỉ 1,2 triệu thôi nha anh em. Đó, quá rẻ cho anh em mình chơi. Còn cây cuối cùng là gửi cho anh em một cây cần súp VIP, một cây Shimano rồ súp 7 màu nha anh em. Còn súp 7 màu bán giá rẻ như cái súp leader bình dân nha anh em, bán cho anh em mình hết hồn luôn. Thì cây này nó có cái đúc giữa như này nè, nó bị mất mẹ rồi, lưu ý giùm em ha. Cây này cây rồ súp 7 màu nè, anh em thấy chưa, một cây Shimano rồ súp 7 màu, dài của mình là 4,5 m, để ít là cứng 27 nha nè, cứng 27 4,5 m đó. Một cây rồ súp 7 màu nó có một chạy chỗ này, chả nữa cái phôi đâu nè, phôi là phôi sống gần toàn thân. Thì nè nè, anh em đang đánh mấy cái dòng mà spin cao cấp đó, mấy spin đời mới rồi nè, hoặc là mấy cái rồ súp, hoặc là mấy cây súp leader phan xích trắng rồi đó, anh em mua thể mua cây này về mình đánh chung, đánh cầm chừng thôi, biết đâu xui xui cái nó gãy mấy cái cần đó, hoặc là nó hư một cái phen nào đó, anh em đi mua đây anh mới biết. Mấy cái này ha, giả sử anh em đánh gãy cái ngọn đi, anh em ra anh em mua cái ngọn mới, giống như giả sử cái spin rồi anh em mua cái ngọn à, nó bán anh em phải 1,5 triệu, 2 triệu một cái ngọn. Cái ngọn cái này là lúc anh em câu gãy anh em đi mua thử anh em biết, nó cay đắng lắm anh em, lúc mà anh em có sự cố rồi mới cay đắng lắm, cay đắng đủ thứ, hoặc là một xu xu mình gãy cái lóng này đi rồi anh em đi mua anh em sẽ biết. Còn cái hàng em bán giá rất là bình dân, nguyên cái dàn khoen xích trắng 6 khoen luôn nè, thì anh em mình bỏ 2 triệu anh em đi mua thử được bộ khoen này không, mua được em cùi nè, khoen mới nha. Còn cái khoen ví dụ mà mấy thằng Nhật cũ nó bán thanh lý thì có thể thằng này bán thằng kia khác bán giá khác nhau, chung cái bộ khoen mới anh em bỏ 2 triệu không bao giờ anh em mua được bộ khoen xích trắng như thế này, đảm bảo anh em mình luôn. 6 khoen nha, không hư không nứt, phôi mình cũng nguyên bản nè, không có dập gãy, không có nứt gân, chỉ có chảy xước rồi. Đây cũng là cơ hội vàng để anh em mình mua giá tốt nè, em bán cho anh em mình giá rất là tốt.
thôi sáng ít toàn thân dài 4,5 m luôn nha. Đang mua về giờ mình muốn đầu cần muốn lăn xê mình câu gần thôi anh em, mình vừa câu mình vừa xe cua mình để đó định vị nè. Đó, biết đâu anh em là hai đến hàng cao cấp, biết đâu lúc nào đó mình cần thì sao mình có cái mình thay qua. Cân nặng của mình là 380 g, cây này mã số 26. Ngọn cây này của mình thì ngọn 2 ly, bán anh em mình chú bác mình là mã số 26, giá chỉ có 2 triệu thôi nha anh em. Đó, giá chưa bằng bảo khen cho anh em mình biết. Đó là tất cả mặt hàng hôm nay. Chú bác mình này mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0919192015. Em tên Nghiệp nha. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chú bác mình trong những video theo. Chúc toàn thể của chú bác mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn. Luôn luôn may mắn. Hẹn gặp lại trong những video theo.